quả nhiên, đàn ông đều là những tên háo sắc. Cô gái này không nghĩ đến việc ông này cầm con dao lụi vào đùi mình, đâm sâu hơn một chút nữa sẽ bị đứt động mạch đó biết không? Cô có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra bị tàn phế đôi chân chứ? Anh ta lại xoay con dao với khuôn mặt lạnh lùng. Cô gái này kêu la thấu trời. Nhưng anh ta vẫn thản nhiên hành hạ cô. Ai bảo cô khiêu khích nhầm người? Bang Uigang là một sát thủ ẩn danh. Sau khi thoái ẩn, sống một cuộc sống bình thường với vợ. Nhưng hôm nay, người vợ đột nhiên đề nghị đi du lịch cùng cô bạn thân là Hơn Sô. Và giao đứa con gái 18 tuổi cho anh ta chăm sóc là Ionji. Uigang miễn cưỡng đồng ý. Mặc dù từng là sát thủ, nhưng trước mặt vợ, anh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Nếu con bé bị thương một chút, anh hãy cẩn thận đấy. Không có cách nào, Uigang chỉ có thể đồng ý. Và nhường như đây là yêu cầu quá đơn giản với anh. Nhưng nó đã đưa A vào một âm mưu lớn phía sau. Vào buổi tối, Uigang đón Ionji sau giờ học. Nhưng Ionji viện cớ rằng mình muốn mua một cuốn sách và không muốn về nhà. Uigang chở con bé đến hiệu sáng trên đường về. Ngay khi anh chuẩn bị rời đi, nhìn qua kính hậu thấy Ionji không đến hiệu sách mà đã lên xe của một nhóm xã hội đen. Vì Ionji không phải con anh, nên Uigang không muốn hỏi. Bên đường có một cô gái say rượu nhìn rất ngon. Uigang liền nghĩ đến vợ mình, đành lòng bỏ qua. May mắn khi Uigang đưa tiền cho Ionji, anh ta đã đặt thiết bị theo dõi GPS vào ví Ionji. Anh ấy đã theo địa điểm đến một câu lạc bộ. Lúc này Ionji cùng các bạn học đang quỳ gối trước chị đại là Kasa, buộc phải làm những điều mờ ám. Đó là khi cô nhận ra mình đã bị lừa dối. Ionji đương nhiên từ chối. Bạn cùng lớp đã khóc và cầu xin để được thả đi, nhưng liền ăn ngay một cái tát. Ngay khi Kasa chuẩn bị đánh Ionji, thì Uigang đến. Một thằng nhóc cầm dao lao đến đánh Uigang. Đâu biết mình đang đánh một sát thủ, tụi nhóc vẫn còn quá trẻ. Tụi bay đứng nhìn gì đó. Sau khi hành bọn nhóc, anh kêu Ionji đi trước và sử dụng con dao dằn mặt tụi nhỏ. Không ngờ Kasa dám đánh lén. Uigang mặt vẫn tỉnh bơ. Sau khi trở về nhà, Ionji đã nghe rất về chuyện hôm qua. Cô bé càng tò mò hơn về ông chú đã bảo vệ mình. Mọi chuyện nhường như đã kết thúc. Nhưng vài ngày sau, tin tức về cái chết của một người bạn cùng lớp, cảnh sát tìm đến Uigang qua camera giám sát. Nhưng vì không có bằng chứng xác thực, nên không thể bắt anh ta. Sau đó Kasa gọi cho Ionji để uy hiếp Uigang. Anh ta liền nghe điện thoại. Bên kia đe dọa anh phải giao Ionji ngay lập tức, hoặc bàn giao bằng chứng cho cảnh sát. Vì con dao mà giết bạn cùng lớp, đó là cái mà anh ấy đã ném lại khi cứu Ionji. Dấu vân tay của anh vẫn còn trên đó. Nếu tôi không gặp anh trong một giờ, tôi sẽ giao con dao cho cảnh sát. Uigang biết, bọn họ muốn bắt cóc Ionji. Sau khi chuẩn bị vài con dao, và tặng Ionji một chiếc vòng tay định vị, anh ấy lái chiếc xe máy mà anh ấy đã không di chuyển trong nhiều năm, một mình đến địa điểm do đối phương chỉ định. Tên đầu chọc thấy có người xông vào liền bước tới ngăn cản với ánh mắt khinh thường, nhưng anh ta thậm chí không chạm vào tóc của Uigang. Đưa tôi con dao. Anh ta yêu cầu đối thủ giao nộp con dao, nhưng tên này lại đã đe dọa cuộc sống của Ionji. Có vẻ như này là không đủ. Uigang cầm chai rượu đập vào đầu tên chọc. Mày đang làm gì thế? Dao đâu? Tên đầu sỏ còn thách thức Uigang. Anh nhặt cánh tay chọc vào uy hiếp ngược lại. Đưa tôi con dao đó. Tên này bắt đầu hoảng sợ. Đó là khi hắn ta nhận ra đó là một tên sát thủ. Hắn liền vứt con dao ra. Ngay khi Uigang nhặt con dao lên, thì tên đầu sỏ rút súng bắn loạn xạ để chạy. Uigang cũng không muốn dây dưa với bọn này, mà liền quay về nhà. Nhưng khi về lại thấy có gì đó không ổn, theo dõi dấu chân trên mặt đất để lại, thì phát hiện Ionji đã bị bắt cóc. Uigang đã theo dấu chiếc vòng định vị, tìm đến nơi nhưng Ionji không có ở đây. Uy hiếp để Kasa khai ra, nhưng cô ta vẫn cứng đầu. Rõ ràng là không hiểu được con người Uigang, anh ta dùng dao đâm xuyên qua đùi Kasa. Vì đau quá, nên cũng khai ra địa chỉ. Sau khi tìm đến địa chỉ bắt cóc Ionji, một nhóm xã hội đen lao vào đánh khi thấy anh, nhưng bọn họ làm sao có thể là đối thủ của Uigang. Tất cả bọn côn đồ đã bị xử nhanh gọn. Ba tên sống sót sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng bọn chúng chưa kịp chạy đến xe thì bị Uigang bắt lại. Ionji đang ở đâu? Nhưng ba tên này lại nói không biết. Uigang không nói nhiều, liền tiễn một đứa lên đường. Chỉ ai khai ra địa chỉ mới sống sót. Anh ta tiếp tục tiễn thêm một đứa nữa. Khi Uigang hỏi tên cuối cùng, thì khứa tóc vàng xuất hiện. Hắn ta tên là Tama. Hắn ta nói rằng Ionji đã từng ở đó và sẽ bán cô bé trong một giờ nữa.
Lý do tại sao Tama lại nói với Uyang nghe mọi thứ? Bởi vì hắn ta chắc chắn rằng Uyang sẽ chết dưới con dao của mình. Nhưng Uyang nóng lòng cứu người và không muốn đánh với Tama. Uyang dụ Tama chạy lên lầu. Hắn ta liền chạy theo, nhưng Tama không biết mình đã rơi vào bẫy. Uyang buộc một sợi dây vào cửa sổ. Khi hai người đánh nhau, Uyang ôm Tama và quấn đầu kia của sợi dây quanh eo hắn. Sau đó cầm sợi dây, nhảy ra khỏi cửa sổ. Cánh an toàn và đứng dậy đi. Nhưng anh ta đã bị chặn bởi cảnh sát thám tử Ly. Mặc dù Uyang đã cố gắng hết sức để giải thích, nhưng Ly quyết định rằng anh là kẻ giết người. Uyang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cướp xe anh ta. Rồi cả hai vội vã ra bến tàu. Vừa đến nơi đã tìm ra băng nhóm bắt cóc Eonji. Không do dự, anh đạp ga và lao đến. Sau đó, giải quyết từng tên xã hội đen còn sống sót. Vừa cứu được Eonji, tên đầu sỏ vội lái xe lao đến hai người. Cả hai tông mạnh vào xe. Hắn ta khó khăn bước xuống xe. Uyang bước tới hỏi người chủ mưu mọi chuyện là ai, nhưng tên này cứng đầu không nói gì, và cũng tiễn bạn lên bảng đếm số. Sau đó, lấy điện thoại của hắn ra là gọi, nhưng điện thoại di động của thám tử Ly đổ chuông. Hóa ra cảnh sát và tên này đã thông đồng với nhau từ lâu, anh đã biết mọi chuyện, và nói với thám tử Ly. Một là hợp tác với tôi, hai là anh cũng như những tên vừa rồi, Ly người sợ chết, không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Dưới sự sắp xếp của anh ấy, cả hai được đưa đến bệnh viện. Vài ngày sau, Ly kể lại mọi chuyện cho Uyang nghe. Có một quan chức cấp cao của chính phủ. Ông ta thích sinh viên đại học trẻ và xinh đẹp, đã nhắm vào Eonji, nên đã lên kế hoạch bắt cóc cô ta. Với sự giúp đỡ của Lee, Uyang sớm phát hiện ra, người đàn ông này là Kim Jong-ho-on, thẩm phán cấp cao của Hàn Quốc, và còn từ thuộc hạ của hắn biết được, cô gái trẻ trung thành rất nóng bỏng của ông Kim, thường tổ chức tiệc lớn tại nhà. Vì vậy, Uyang đã tìm thấy một người bạn cũ, yêu cầu anh ta giúp lấy một loạt vũ khí và thiết bị tiên tiến, quyết định loại bỏ cặn bã này một lần và mãi mãi. Đừng gây rối với bất cứ ai, đặc biệt là Uyang. Cho dù bạn có bao nhiêu người, tất cả họ cũng sẽ chết dưới tay anh ấy. Đối với anh ta giết người giống như, dễ dàng như cắt dưa và rau. Lúc này, Tama cứ gọi em, nhưng không có một ai phản hồi. Eric nghe. Bắt do nghe. Mấy đứa trả lời nhanh. Tama nhận ra có điều không ổn và ngay lập tức rút súng ra. Sau khi Uyang dọn dẹp hai vệ sĩ, thì chạm mặt với Tama. Anh ta né cú súng một cách nhanh chóng bằng một cú lăn. Ngay khi anh chuẩn bị xông lên, Ly xuất hiện trước mặt anh. Uyang ra hiệu hợp tác với mình, nhưng khi Ly bất ngờ nổ súng và chĩa súng vào anh ta, với sự trở mặt của tên thám tử Ly, đã khiến Uyang không còn đường lui. Anh ta đành buông súng xuống, và Uyang được đưa đến gặp tên thẩm phán. Đối mặt với kẻ muốn giết mình, Kim tỏ vẻ khinh thường, thậm chí hắn còn chế giễu: "Tôi đã nghe từ Ly rằng bạn có thể tự mình chiến đấu với 10 người." Anh nhìn tên thẩm phán vô cảm và không nói một lời. Để lấy uy tín trước Kim, Ly nói rằng sẽ tự mình giải quyết Uyang. Nói xong hắn uy hiếp Uyang đi ra. Trên đường ra, Uyang bất ngờ phản công, rồi quật mạnh hắn ta xuống đất. Thấy tên Ly đứng dậy, lại tặng một cú đá nữa. Bọn vệ sĩ bên ngoài chạy vào khi nghe thấy tiếng ồn ào. Uyang nhặt hai mẩu thanh gỗ và bắt đầu thu dọn từng người. Sau khi hạ hết đám vệ sĩ, Uyang đã lấy súng của Ly. Cảm ơn bạn đã đưa anh đến gặp tên thẩm phán Kim. Và tiễn lên Ly lên đường. Lúc này Tama vừa đến bắn liên tục. Uyang né tránh và trốn sau tủ. Cả hai bắn nhau qua lại. Tuy sắp hết đạn, nhưng cả hai vẫn không thể làm tổn thương đối phương. Uyang đếm thời gian và lao ra ngoài, trực tiếp đấu súng tận chiến với Tama. Hai người bắn qua bắn lại, nhưng chưa có ai bị thương. Khi súng cả hai hết đạn, và sau đó là cuộc chiến tay đôi của họ, Tama cầm dao găm và tấn công liên tục, nhưng đều bị Uyang né hết. Cả hai ngã vào bếp, trận chiến đã đến hồi kết. Khi Tama ngày càng mất sức, Uyang đè hắn xuống bàn, cầm bình đập vào đầu hắn. Tama cố gắng thoát ra thành công, anh lại nhặt con dao găm lên, nhưng Uyang đã nhặt được súng và bắn Tama liên hoàn. Sau đó đá anh ta xuống hồ bơi, giết hết bọn thuộc hạ. Uyang tìm thấy tên thẩm phán, và bắn hắn không thương tiếc. Uyang rời đi, thì Hơn Sô nhận được điện thoại của ông Kim. Em nghe anh Jae. Xin lỗi.
lần này tôi không tìm gái nữa. Và tôi có món quà đặc biệt dành cho cô. Anh trai kim của cô đã bay màu rồi. Hóa ra mẹ nuôi của Eonji là má mì. Cô ấy chuyên nhận nuôi các cô gái trẻ, và cung cấp cho người giàu. Và các cô gái đã được giữ trong bí mật. Cô ta đã sắp xếp cho con gái nuôi của mình ở trong nhà của Uy Gang. Bởi vì muốn bảo vệ con bé Eonji, nhưng Uy Gang không quan tâm. Và bắt cô ta lái xe ra ngoại thành, và cho má mì này lên bản điểm số cùng với bọn cặn bã. Cuối phim Uy Gang đưa Eonji gặp vợ mình. Anh ấy đã giữ lời hứa. Eonji không chút thương tích nào. Phim đến đây là hết, xem xong. Đừng quên đăng ký. Hẹn gặp lại bạn lần sau.